chợ hoa cây cảnh Sơn Tây, Hà Nội. Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta lại cùng nhau đi dạo chợ. Những cây hàng hoa, cây bonsai và chim cá cảnh rất nhiều. Và sôi động hơn cả đó là quầy hoa lan. Phong trào chơi hoa lan đang phát triển. Cho nên là rất nhiều những cái nhà đi mua sắm những cái giỏ lan đẹp. Sao cháu bán cây đơn thế, ít thế? Có thế thôi. Bán vài cây lưa thưa này. Vì thấy có vài cây này thôi. Ví dụ cây khế này bao tiền? 300 ngàn chú ạ. 300 ngàn thôi ạ. Vâng, và chúng ta đi đến một cái hàng cá này xem sao. Anh bán cá này là anh vui tính lắm ấy. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Năm con ấy bao nhiêu tiền anh ơi? Năm con này là đi 150.000 thôi ạ. Bao nhiêu? 150.000. 150.000. Vậy là có 30.000 một con à? Vâng. Ồ, rẻ thế nhỉ? Sao cá cảnh lại rẻ hơn cá thịt thế? Bán cho người chơi. Còn cái cá ăn kia là bán cho người ăn. Đúng. Thế cho nên là rẻ hơn. Đẹp thế nhỉ. Đấy, anh ấy làm rất cẩn thận, đưa oxy vào rồi bùm lồng túi. Ôi, ở cá này mà chị ấy gọi là cá trôi. Đây cá chép hết. Đâu, em bảo là cá này này. À, cá này này chứ không phải cá trôi à? Cá tưởng này là cá này. Trôi. Cá chép lại. Cá không biết thì mình thường. Cá chấm à? Không ơi. Nhưng mà đây có phải là cá coi không anh ơi? Không phải. Cá coi cái đuôi, à đấy, cái con đốm đốm đấy. Con nuôi dài là nuôi cơm nhật này. Hồng ơi. Hả? Con này nuôi toàn chết bao nhiêu lần nuôi. Con nuôi dài là con cơm nhật. Cá trọi để vào cái lọ bé nhé. Tay tay tượng là bao tiền? Tay tượng là 500 một đôi, tay tượng bé rồi các con ạ. Cái số ở cái túi đi nông ấy bao tiền tất cả anh? Số này là bao tiền nữa? Cá lửa, cá sấu, cá ấy.
150.000. Ừ. Cái chuối. Cái tai tượng nhỏ bao tiền? 500 một đôi. Anh hàng cá ơi, người ta rơi vãi tiền nhưng anh không đến thu này. Anh có làm được không để tôi thuê người khác? Rồi, xin cảm ơn. Cái tai tượng nhỏ bao tiền đâu? Tượng nhỏ bao tiền đâu? 170.000 đồng. Vâng, với cái hàng cá cảnh này tôi đến lần nào anh này cũng cuống tất cả lên. Vừa gói hàng vừa thu tiền nhưng mà mặt lúc nào cũng niềm nở, vui vẻ, luôn có cái nụ cười trên miệng. Thế cái đôi hồng hồng là bao tiền? Đôi hồng hồng đấy là 160.000. Đấy đắt hơn tai tượng à? Tai tượng 160.000. Đấy, vào trong giữa là 160.000. Nhưng mà chắc ôi, hết. Ôi, anh chọn cái con cá đẹp thế. Con này bao tiền anh ấy? 150.000 ạ. 30.000 đồng. 30.000 đồng ạ. À, thế anh ấy lại bán 150.000 luôn tại đây ạ. Ôi giỏi. Ba mươi ngàn đồng con cá đúng là rẻ như cá thịt nhỉ. Ở đây là bán cá 3 đồng ao rồi. Đúng rồi. Vừa ăn vừa cho. Cái tượng còn nhỏ hết rồi đúng không? Dạ. Yeah. Con nhảy ra ngoài chị ơi. Mà con hồng hồng này mà gì mà nó đắt thế em? Nó được tên là gì nhỉ? Cái loại này. Hồng hồng này nó. Nó tên là gì chứ? Nó bảo khỏe lắm. Mua về cũng chết này. Nhưng mà rất nhiều người điện đến hỏi tôi là anh ơi, anh cái anh mà bán cá anh tên là gì anh? Là tên là Đăng Phong ạ. Đăng Phong ạ. Anh đọc chậm số điện thoại của anh tí. 0985 198 981. Ôi giời, số của anh hay quá, cứ 198 lại 981 cứ lộn ngược tất cả lên thích thế. Cá cảnh Đăng Phong. Ờ à, thôi cảm ơn anh nhá. Vâng, chào các bác. Vâng. Đấy cho con thì già lại con đôi là con gì con nổi đây đá con hồng hồng 50 nhé con là đôi đấy. Vâng, từ hàng cá chúng ta chuyển sang đến với những cái lồng chim đẹp. Chị bán chim ơi, vẹt này bao tiền con nhỉ? 350 một con vẹt. Vâng.
là mua không được, thế không bà. Bố mua bánh đi kem ta đi không? Bao tiền anh ơi? Bao tiền con này? 2,5 triệu. Vâng. 2,5 triệu. Cái lồng này có nó 400-450 cái lồng. 2,5 triệu cả lồng. Chúng lấy giá thêm cho để mà hàng cho. Anh nhiệt tình lấy cho bác cháu thật đấy. Anh nhiệt tình lấy giá thêm cho để mà. Được bao nhiêu? Con lấy bác 2,2 triệu này. Nhà bác có lồng chưa? Có lồng. Có lồng chưa? Thiếu gì lồng nhỉ? Nhiều kia nuôi. Này. Con mồi làm gì? Nó nhiều người quá. Lấy tiền để tao đấy đâu. Hả? À kia kia, anh ơi. Đằng sau có người hỏi chip. Vòng hàng sau. Đây để ông đổi mũ đây. Một quân là Việt ta, một quân là Việt Nam, mỏ nó đổ. Một ta mỏ nó tiền. Con mỏ đỏ kia là 3 tiền. Anh bắt được mỏ đỏ. Vẹt màu đỏ bao tiền một con này? Con là đứng phía dưới. Chưa thấy xuống ăn gì. Con này lên.